Khu vực bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông, nay có thể nhận được tín hiệu di động 4G của hãng truyền thông khổng lồ China Mobile thuộc nhà nước Trung Quốc. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân ngày 20 tháng 3 cho hay Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng các trạm phát sóng 4G trên các đảo khác và trên quần đảo Trường Sa trong nửa đầu năm nay. Kể từ tháng 2 năm 2013, Trung Quốc đã phủ sóng di động 3G trên quần đảo Trường Sa. Bãi đá chữ thập do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam, Philippines cũng như Đài Loan đều công bố chủ quyền. Trung Quốc đã xây dựng một đài khí tượng trên đá chữ thập vào cuối thập niên 80 và tiến hành các hoạt động khai hoang trên các hòn đảo thuộc Trường Sa kể từ tháng 7 năm 2013.